Hai, xin chào anh em quay lại kênh Đình Đăng Bãi của em ha. Thì em xin cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm em trong thời gian qua ha. Rồi thì có điều chia sẻ với anh em như đây ha, thông tin cơ bản về shop em ha, Đình Đăng Bãi ha. Số điện thoại em là 0767365365 anh em ha. Cũng là số tài khoản ngân hàng quân đội em luôn ha. Nào. Lưu ý giùm em nha, hàng em là hàng cũ á, cho nên em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em ha. Rồi những đồ điện em bán ra đều 100V hết nha, anh em lưu ý giùm em nha. Đây là để ý vụ này nha anh em. Rồi mà tổng đơn đó mà dưới 350k thì cộng thêm 20 và 350k trở lên thì em bao ship CD toàn quốc anh em ha. Rồi thôi, em vào tiếp tức luôn nha anh em. Anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ giùm em nha. Mã đầu tiên đó là mã 61 này là cây súng xịt hơi của Meiji nè anh em. Dòng này xài rất là bền nha, đặc biệt nha, nó xài tay nắm này, anh em xài nó sướng lắm. Mỏ dài. Mỏ này không là 10 cm nè. Mấy cái loại mỏ dài này anh em xài nó thuận tiện lắm. Đó, cái đuôi này là đuôi mới nha, đuôi mới mà đuôi này đuôi hàng bãi luôn nha anh em. Đó, cái đuôi cũ của nó bị dơ quá em bỏ, em gắn đuôi mới vô cho anh em luôn nè. Đó. Em test rồi nghe, hoạt động ok hoàn hảo nghe, không xì nha. Rồi mã 61 này đó là 280k, đặc biệt nha, những cái thằng này anh em xài rất là bền nha, loại này loại nhôm dày lắm. Mã thứ hai 62 đó là một cặp khoét lỗ anh em ha, 180k cho hai cây này ha. Em chưa vệ sinh nên nhìn nó hơi dơ. Cái cây này nè anh em. Nó anh em nó thấy không? Này nó mở nè. Nó khoét được tới khoảng 120 nè anh em. Đó. Đường kính đó nha. Còn cây này để em đo, cây này thì nó bị mà số hay mắc số gì hay là không có số, anh em này không có số. Thằng này cái đo giữa cây này là nó khoảng gần 5 cm, hơn 5 cỡ 5 cm á, thì cái này khoét được chắc khoảng 80 á. Này khoảng 120. Đẹp nha anh em, găng còn đẹp nè. Cái này thì khoét thạch cao, khoét mấy cái mềm mềm nha anh em, khoét gỗ cũng được mà gỗ thì nó hơi cực nha. Gần như là chưa dùng luôn á. Rồi. Em lưu ý cho em này, này là găng ngược nha, găng ngược. Rồi mã 62 này 180k. Mã 63 là một cây. Cây này đó là cây đe tai nha anh em, còn khá đẹp. Em chưa vệ sinh nó nhìn mặt nó hơi dơ. Đó, để anh em 200 thôi. Dài nó là khoảng 21. Mặt dài của nó là khoảng 4.3. Mặt ngang của nó là khoảng 3.5. Nó cân nặng là gần 600g nha anh em, gần 600g á. Đe tai đe phụ á, anh em cầm làm việc gì vẫn được nè ha. Hoặc là anh em để lên cái đe lớn của mình á, mình đưa vô mấy cái lỗ vuông của nó đó. Mặt này đẹp lắm nha, cái mặt này là nó dính dơ nè chứ không phải là nó bị khuyết nha, mặt này dính dơ tại em chưa vệ sinh đó. Anh em chùi ra đẹp lắm. Rồi mã 63 này 200k. Mã 64 đó là một cặp này đó. Cái cây này nè anh em. Rất là hay nha. Nó cắt ống mềm á, nó cắt ống thí dụ như ống nước nóng, máy máy nước nóng nước lạnh nè. Mấy cái ống mà phun sương nè. Đó vậy đó. Đó. Rồi cái thứ hai này đó là nó cắt ống đó luôn. Đặc biệt nha, dòng này là nó tuốt dây bên dây điện á, bên dây này dây kia rồi đó. Anh em thấy không? Combo này 140k thôi. Này là hàng hệ, hàng hiếm đó. Nè anh em. Lưỡi đẹp nha. Nó tới 3 4 chỗ cắt nè anh em. 1 chỗ, 2 chỗ, 3 chỗ nè. Nè, ốc cử luôn nè. Rồi, cặp này 140k nha anh em, cặp này 140k. Mã 65 là một cây tuốt dây điện luôn. Cái này tuốt dây điện. Cái này nè anh em ha, nè anh em nhìn nè nha. Thằng đơ. Này là cái phá thôi, cái này là cái phá thôi. Đó anh em kéo gì là nó phá lại ha. Là dòng này dòng cây 3 nha anh em. Cái này á, thì nó không để thông số. Nhưng mà thép trắng hết trơn nè anh em. Đẹp lắm, cái này cực kỳ đẹp luôn á. Miệng đẹp nha.
Cái này thì nó không để thông số, nhưng mà đằng này nó tuốt dây được chắc khoảng 2 chấm 3 chấm nè. Chỗ này nó tuốt được chắc khoảng 10 tới mười mấy chấm nè. Đó. Anh em cầm vậy nè, phải không? Tuốt ra vậy nè. Hoặc là anh em mua sưu tầm được đó, cái này ít có lắm nha anh em. Chiều dài của nó là khoảng 12. Cái này cái khóa nó nghe anh em nè. Nó khóa lại đó. Rồi mã 65 này là 220k. Mã 66 là 270k, một cây kìm. Đó, tuốt dây điện, cây này bản B nha anh em. Bản B đó, anh này em chưa vệ sinh nên mặt lưỡi nó hơi dơ. Nó tuốt được 0.6 cho đến 3.2 nè anh em. Đó anh em thấy không? Cũng còn khá ha, cũng còn khá lắm. Em test rồi nha, hoạt động ok nha anh em. Găng miệng còn khá nha, anh em nhìn nè, đó. Anh thấy không? Trông đẹp lắm. Những cái dòng này anh em xài rất là ngon, tuốt không bao giờ trượt dây. Trừ khi anh em bấm cộng dây nó nhỏ quá so với cái lỗ thôi, chứ bình thường là đúng lỗ nó là không bao giờ trượt ngay. Dòng này dòng quét sale nè anh em thấy không? Đó. Rồi mã 66 này là 270k. Mã 67. Mã 67 này đó là một cây cần lực của KTC. Cây này là nó sản xuất tại Mỹ nha anh em. Dòng KTC là sản xuất tại Mỹ không nè. Đó. Cái cây này á, đầu 3/8. Mà dính keo nè. Chiều dài của nó là khoảng 32 nha anh em. Thằng này dính keo nè. Anh em không dính keo nè. Nè. Cái này còn rất là đẹp nha. Nè. Căng nổ. Đây. Thông số nè anh em. Cái cây này nó hay lắm anh em, hay chỗ này nè ha. Đây. Một bên là hệ in, một bên là hệ bao 390, 108 cho tới 369 nè ha. Bên này 65 cho đến 412 nè. Ở đây ký nữa anh em ơi. Là bên ký là 100 cho đến 500 nè. Đó, này nhiều hệ lắm. Khi anh em phải không? Bây giờ như vậy. Anh em dặn nó tới khớp nào đó phải không? Nè. Đó, thí dụ như tới bây giờ tới số 300 đi. 300. Anh em khóa lại, rồi. Rồi xong rồi đó, khóa lại đó anh em. Đẹp ghê không? Cái này còn đẹp lắm. Cái này là sản xuất tại Mỹ nha anh em. KTC á. Chỗ này nó có bị nhầm tí xíu. Rồi mã 67 này là 450k. Mã 68, một cây kìm bấm. Cái này thì nói chung ngoại hình nó thì cũng hơi xấu một tí nha, nhưng mà miệng còn đẹp. Nó em chưa vệ sinh nó miệng nó dơ á. Tại cái máy quấn cước em mấy bữa gà nó bị sự cố á, em chưa có làm lại nữa. Giờ có sao em chùi dầu sơ sơ bán vậy ha. Cái này xe 7R nha anh em, xe 7R là nó khoảng 19 mấy anh em. Này xe 8, này dược xe 8 anh em ơi, này xe 8. 180ml. Này chắc xe 7 xe 8 vậy, xe 7 quá. Nè anh em, nó khoảng 18 năm. Nè hiểu đó nè anh em. KK. KK này là bên dược nó chuyên làm kìm bấm hàng á, kìm bấm hàng bên KK nhiều lắm nha anh em. Miệng còn khá đẹp. Ngoại hình thì nó hơi dơ. Rồi, mã 68 này là 200k. Mã 69 này đó là một cây cờ lê tự động nha, 170k. Cái này thì nó của Sankey ha, xây 250. Miệng là còn đẹp lắm nha anh em. Nè, gần như là chưa dùng luôn á. Cái miệng này á, để em đo ha. Miệng này mở tối đa nó là khoảng 4cm nha anh em. Nhưng mà anh em kẹp cỡ chừng 3.5, 3 chấm trở lại thôi, cho nó bền sản phẩm mình anh em ha. Chiều dài này là khoảng 25 nha anh em. Xanh kỳ nè. Đẹp lắm. Cái này là gần như chưa dùng luôn. Rồi mã 69 này là 170k. Mã 70. 70 này để em lấy cây ghi về bút cho anh em xem ha. Mã 70 này đó là một cây kìm bút ghi về mỏ thẳng con tôm nha. Cây này là 320k nha anh em. Còn khá lắm, cái này còn khá. Hoạt động hoàn hảo nha, em test rồi nha, em chưa vệ sinh đó, nên nó dính nè. Ở đây nó dính dạng như nhựa, nó hơi dơ. Anh em thấy không? Khóa còn luôn nè, dây khóa còn luôn nè. Cao su còn luôn. Tay thép nha anh em, tay thép. Cái dòng này anh em xài ngon lắm, dòng này nó dạng như nó dài á, nó lực lắm anh em. Nè anh em, nè. Với mỏ thẳng này nè, anh em rút góc hẹp hay lắm. Mấy cây mỏ thẳng hiếm lắm nha anh em.
Đó, anh em nhìn này nha, nè nó ra nhẹ nhàng anh em ha. Thằng này tổng chiều dài của nó là 33 đó anh em. Rồi mã 70 này đó là 320k. 71 này đó là một cây mỏ lết nhẹ của MCC nha anh em, 240k. Cái này nó hiếm lắm nha. Nè anh em, đó. Ngoại hình thì nó dạng trung bình khá thôi nha anh em, nhưng mà hoạt động ok. MCC nè, nó mở được á là 41 cho đến 65 nè anh em nè ha. Nè, rồi mở ra ha, xếp vô mở ra nè. Đó, ngoại hình nè anh em, miệng con đẹp lắm nha, miệng con ok lắm á. Cái này nó chung ít dùng nhưng mà nằm bãi á nó bị sét, bông sét hay hơi ha. Rồi tổng chiều dài nó là khoảng 23 năm. Bình nhôm, thân thì thân thép ha, bình nhôm áo thép hết nè, nên đẹp ghê không. Rồi mã 71 này là 240k. 72 là một cái vít chuyển khẩu á anh em, 17 nè, mắc lên da băng luôn nè anh em. Này là anh em phải không, anh em mở ra gì nè anh em làm cây vít được luôn ha, hoặc là anh em dùng cây vít bu lông á, lộn, cây cây khoan á, cây cây dẫn vít của mình đó anh em, mình nối đuôi vô đây nè, mình xài thành cái khẩu ha, là nó là cây khẩu nè, khẩu góc góc hẹp nè. Nó thì mã 72 này là 173 này 120k nè anh em. Nó nổi cái mũi này không là tầm 20k nè anh em. Đó, em để kèm luôn đây ha. Rồi, phá lại. Tổng chiều dài nó là khoảng 22 năm nha. Rồi mã 73 này là 120k, số 17 nha anh em. Số 18. Ủa, mã 71 cho em xin lỗi nha, mã 72. Rồi, hút rồi, lộn đi hơi lộn mã anh em ơi. Thôi bây giờ anh em cố gắng coi theo mã giùm em ha. Mã 72 này đó là một cái bình châm nhớt nha. Bình này là của Nhật nha anh em, còn cực kỳ mới luôn nè. Đó, đây để em thử cho anh em xem ha. Đây, anh em thấy không? Rồi mã 72 này là 500k anh em ha, là dòng nếp bông nè, da băng này anh em thấy không? Mất da băng nè, xài cực kỳ ngon nha anh em, dòng này xài ngon lắm. Rồi 72 500k. 74 nha, hồi nãy em đi nó hơi lộn số rồi, nhưng mà không sao anh em ơi, chủ yếu là đúng mã thôi ha. 74 này đó là một cây cưa. Cây cưa này thì nó đi kèm này là khoảng hình như chắc khoảng 3 lưỡi quá, để em mở ra em xem thử cái mấy lưỡi nha. 3 lưỡi anh em ơi, 3 lưỡi mới chưa xài luôn nha. 3 lưỡi nè, số 3 này nè. Size nó là 250. Anh em lưu ý giùm em nha, cưa Nhật nó là size 250 nha anh em. Đó. Mới chưa xài nha. Và trong thân nó có một cái luôn nè, đặc biệt nha, cái loại này đó là dòng này dòng cổ nè, anh em xài rất là ngon ha, dòng Daiwa nè. Nó chỉnh được hai góc độ nha, chỉnh được hai góc độ ha. Cái thứ hai nữa đó là cái thân này nè anh em, nó có rãnh này nè, anh em để lưỡi sơ cô được ha, để được chắc khoảng 4 lưỡi á, ốc phá nó còn luôn nha anh em, ốc phá nó còn luôn nè, găng rất là đẹp nha anh em, nhìn nè thấy không. Đó, đó, cái mình đẹp lắm, em chưa vệ sinh đó, mình này rất là dày nha. Để em cân nặng thử cái này nhiêu gram nha anh em, hơn 600g á. Cái này xài rất là bền nha anh em. Rồi, mã 74 này nè anh em, 220k anh em ha. 75 đó là một viên đá mài 400k. Viên này đó là theo đánh giá của em anh em là gần như chưa dùng nha, nhưng mà đồ bãi á, nó nằm nó va đập nhau nó có bị mẻ nha anh em. Viên đá nè, độ mịn rất là cao nha, thông số nó thì bị mờ không thấy rõ nha anh em, nhưng mà anh em nhìn nè ha, nó độ mịn rất cao ha. Viên này viên đá lớn nha anh em, viên đá lớn á. Viên này nó nặng là 850g á, 850g khô đó nha. Dài của nó là khoảng 21, ngang là 6.5,
cao là khoảng 3.3. Viên này là gần như chưa dùng nha anh em. Viên này mà anh em về xài mà dao cực kỳ ngon luôn. Xài biết nào hết đó. Rồi, mã 75 này đó là 400k. 76. 76 á là một cây rìu ha. Cây này thì còn khá đẹp, đầu thì nó có dụng hơi tà nhẹ nha. Anh em nào khéo tay về bo lại giùm em cái ha. Em chưa vệ sinh lưỡi thì cũng còn khá bén nha anh em. Cái chữ nó đẹp lắm anh em. Nè. Anh em thấy không? Đó. Cán thì cũng còn khá lắm. Tổng thể nhìn cũng còn được lắm nha anh em. Cái này nặng nha, cái này nặng á. Chiều dài nó là khoảng 33 năm. Chiều cao á là khoảng 13 năm. Chiều dài mặt lưỡi là khoảng 11. Đầu này là khoảng 3. Đầu dài này thì khoảng 4 nha anh em ha. Nó cân nặng là khoảng 800g nha anh em. Rồi, mã 76 này là 380k nha anh em. Nói chung em chưa vệ sinh đi chứ anh em nào mà khéo tay về dọn lại cái đẹp liền, cái này cũng khá đẹp. 77. 77 đó là một cái máy do, cái này thì của Makita nha anh em. Cái này thì tổng thể nó còn khá nha. Em test rồi hoạt động ok nha anh em. Đó. Đặc biệt nha, cái này có cử luôn nè, cử ghim nó còn nè anh em. Cái đế nó còn luôn nè. Nó có một cái miếng chặn này nó còn luôn nè. Thằng này là nó dính, có nghĩa là nó dính mặt cưa cho nên nó bị dơ thôi, chứ cây này còn khá lắm anh em. Để em mở cho anh em xem nè. Nè, cái tùm nó hơi dơ ha. Tùm xin luôn nè, còn cử luôn nè. Cái cử này chứ lợi hại lắm nha anh em. Nè, anh em nhìn cái thằng nó thấy không, đẹp không? Còn khá đẹp lắm. Đi kèm một mũi ha. Thì cái này anh em lưu ý giùm em, nó là mũi 6 chấm. Anh em lên Shopee mua một cái đầu chuyển á, nó chuyển về 6.35 có nha anh em. Có luôn, bình thường luôn, cái này giờ rất là thông dụng nha anh em. Rất là thông dụng nha. Đó. Rồi. Thì cái này đó là em test rồi nha, anh em yên tâm nha, mà vô lưu ý giùm em nghe, nó điện 100V nha, thằng này là tua nhanh nha anh em. Nó 380W nè. Đó. Khá đẹp, còn khá đẹp. Rồi, mã 77 này đó là 480k. Nói chung á, mấy cái máy á, mà mấy cái máy phay tay do tay này nè anh em, thường thường nó hay bị thiếu cử lắm, lâu lâu mới có con cây được có cử ha. Đây này không? Rồi, 78. 78 này đó là một cái Eto. Eto này nó cũng hơi cổ cổ rồi nha anh em, khá nặng nha. Eto là nặng lắm, nặng 2kg luôn ngoài anh em, tại cái cây căng của em nó có 2kg, em căng nó bị vượt mất. Dày lắm anh em nhìn nè nha. Hàm còn khá đẹp nha anh em. Hàm trên hàm dưới nè. Nè, chữ nó nè nè. Cây này đó là để mở ra. Nó mở ăn đặc biệt nha, nó có luôn thêm hai cái cây chịu phía dưới nè, nên anh em xài nó rất là chuẩn nha. Cây này mà mở á, bây giờ em mở ra còn nữa đó, nhưng mà thôi giờ nhiêu đây đi cho hàm an toàn ha. Mở hàm an toàn nó khoảng 5.5. Cái miệng của nó là khoảng 7.5 anh em ha. Cái này cân nặng 2kg ngoài đó anh em. Rồi mã 78 này là 480k. Anh em nhìn cái mẫu này không? Mấy cái mẫu cổ làm rất là đẹp nha anh em. Cái này thì quên điểm đo nữa. Nó kẹp được vô cái giặt vuông đó là khoảng 4.5 á. 4.5 nha anh em. Rồi mã 78 này là 480k. 79. 79 đó là một cây cảo hit nha. Cái này cảo số 6 nha anh em, 650k. Cảo số 6 sang 150 nè, da băng nè anh em. Nè. Cái cây cảo này thì tổng thể ngoại hình nó còn khá nha anh em, nhưng mà đặc biệt nha, răng đẹp nha. Nè anh em nhìn miệng đẹp nha. Cái cảo quan trọng nhất là này nè anh em. Cái này với con ốc. Ha, với cái tài. Cái lá zin nè, ốc zin nè. Rồi cho anh em xem bên đây luôn nè, miệng đẹp ha. Nói chung là cái miệng đẹp á là anh em xài rất là ngon nha. Nó găng cũng còn khá lắm nha anh em. Đó. Đặc biệt nha, cái dòng này anh em xài nó không hư đồ nè. Rồi mã 79 này đó là 650k. Cảo này là cảo số 6 đó anh em. Tổng chiều dài của tay đòn nó là khoảng 20 nha anh em. Còn cái cây cốt á, cây cốt giữa này nó dài, tổng chiều dài là khoảng 24. Rồi mã 79 này nó là 650k. Ngoại hình thì nó cũng còn khá lắm nha anh em, nhưng mà găng miệng đẹp nha, ốc zin toàn bộ nha. Đó.
80. Mã 80 đó là ba cây kìm, hai cây kìm Mỹ và một cây kìm của Đức nha anh em. Cái này của Roto nè anh em. Còn rất là đẹp nha. Găng đẹp nha anh em, dính đen dơ thôi. Đó. Cái này của Mỹ nè. Cái này Roto luôn nè, cái này thì nó dạng như nó kết cấu nó gì nè anh em. Đó. Cái này thì em nghĩ anh em làm bên lồng chim á ngon lắm ta. Bấm lồng chim á. Ha. Rồi cây thứ ba, cây kìm lỗ nha, cây kìm lỗ này thì nó là của Đức nè anh em, Heiko nè. Đó. Nói chung ba cây này là còn khá đẹp, găng đẹp hết nha. Cây nhỏ này chiều dài là khoảng 16 năm. Cây lớn này là khoảng 20. Cây kìm lỗ này là nó khoảng 20. Khi mà bóp an toàn tối đa nó là khoảng 3 cm nha anh em. Đó. Hai cây Mỹ và một cây Đức nha anh em. Rồi mã 80 này nó là 320k cho ba cây này ha. Mã 81. Một cây cắt ống đồng của Mỹ nha. Cây này của Mỹ nè. Cây này thì nói chung nó ít dùng nhưng mà nó nằm nước anh em. Nó có bị mưa nắng nên cái đầu chỗ này nó hơi dơ, nhưng mà đặc biệt nghe cái lưỡi sư cô nó còn rất là đẹp nha. Cái này là gần như mới luôn á nhưng mà nó nằm nước á. Cái nạo ba vía nó còn luôn nè anh em. Gít gít nè ha. Đó. Anh nhìn anh em nhìn bánh lăng đó nè. Thằng này nó cắt được ống từ này để hệ in anh em ơi. Thì thêm biết á, thường thường những cái cây mà em bán thường thường á, cái này của Mỹ nè anh em thấy USA nè. Là những cây này nó cắt được khoảng 3 cho đến 32 ly á. 2 hoặc 3 cho đến 32 ly á. Rồi mã 81 này 190k anh em ha. Khá nặng nha, cầm im tay lắm, dắt rất là đầm nha. Mã 82. Một cây dao gọt vỏ, gọt này gọt kia, dao xếp nha. Cái này em chưa vệ sinh nè nên nó hơi dơ nè. Cái này là còn cực kỳ bén nha anh em. Cái dòng này anh em về mài sơ thôi nó bén cực kỳ luôn. Nó lưỡi nè. Đó. Dòng thép đen này bén lắm nha anh em, chữ nghĩa đầy đủ nha, trên thân nó có chữ nè ha. Cây kinh lưỡi nó có chữ nè. Rồi 82 này 130k. Cây này tổng chiều dài của nó là khoảng 20. 83 đó là một cặp kìm cắt tuốt dây điện mini nha anh em. Cây này của Hojan nè. Cây này của Vessel nè. Lưỡi còn đẹp nha, anh em nhìn nè ha. Em test rồi nghe còn rất là bén nha anh em. Nó lưỡi đẹp nè, thông số nè anh em thấy không. Cán đẹp, khóa đẹp. Cây Hojan nè, lưỡi đẹp, thông số nè. Này anh em mà xài điện nhỏ nhỏ ngon lắm anh em ơi. Hojan nè, khóa nè. Chiều dài cặp này nó khoảng 16 năm. Khoảng 16 năm. Rồi 83 này đó là 200k nha anh em. 84 đó là ba cây kìm khoe nha. Ba cây này là 390k. Thì có một cây ở giữa này nó bị gớt mắt cái lò xo nha anh em. Mà cái lò xo này thì dễ lắm ha. Anh em về kiếm cái lò xíu cho viết bỏ vô giùm em ha. Nó lò xo này, lò xo viết dừa nè ha. Cây giữa này là tớp nha. Ba cây ba hiệu nè. Cây này là tớp luôn nè em, anh em. Cây này cây tớp nha. Nhưng mà thằng này đời cao, nó khắc laser ha. Đó. Nên nhìn nó hơi mờ chứ cây này là tớp nè. Cán nó nứt tí xíu. Hai cây mỏ cong, một cây mỏ thẳng. Cây mỏ thẳng này của Hit nè anh em. Đó nè, thấy không? Đó. Rồi. Cây mỏ thẳng này là bóp phe trong anh em ha. Đầu còn rất là đẹp nha. Ba cây này là mỏ đẹp hết luôn. Em chưa vệ sinh nên nhìn nó hơi dơ đó. Cây mỏ thẳng này dài 18. Cây mỏ cong vàng này thì nó dài khoảng 17. Cây mỏ cong nhỏ hơn màu xanh này đó thì nó dài khoảng 14 nha anh em. Cho anh em xem lại cái mỏ này, cái mỏ nó là khoảng 1.5 nha. Còn rất là đẹp nha anh em. Có một cây thiếu lò xo nha, anh em về kiếm lò xo viết bỏ vô giùm em ha. Rồi 84 nữa là 390k anh em ha. 85 đó là một cây mỏ lết của tớp nha anh em. Cây này là thép đen luôn đó. Mà cái miệng nó có nhâm nhẹ nha. Miệng nó có nhâm nhẹ nha anh em. Đó, cây này thì cũng còn khá lắm. Rồi 190k nha anh em, cái này size 20 nè. Size
20. Chiều dài nó là khoảng 20. Nó 21 luôn anh em ơi. Cái miệng mở tối đa nó là khoảng 3 chấm ha, 3 sen. Rồi, thường thường tớp nó hay sơn đỏ ở thân giữa lắm anh em. Thép đen nha, đặc biệt nha. Lò xo con sùng này đó. Ở lộn, cái con sùng này đó là sùng hai khớp chống trượt anh em. Nó không phải là hư đâu nha, tại cái loại nó vậy á, hai khớp chống trượt á. Rồi mã 85 này là 190k nha anh em. 86 đó là một cây taro tự động nha. Cái này của Mỹ nha anh em. Nè anh em. Đó. Những cây tự động này thì anh em kẹp được mỗi chắc khoảng cỡ 6 ly trở lại ha. 6 ly trở lại thôi. Lớn quá mình làm nó không có tốt cho sản phẩm ha anh em. Nè, nè. Cái này còn rất đẹp nha anh em. Mà dính nước sơn ha. Ở giữa nè. Đó. Mắc hình dưới đây anh em ha. Chiều dài của nó là khoảng 11 năm. Tai đòn của nó là khoảng 13. Rồi mã 86 này là 290k. Mã 87A, 87B. Thì cặp này thì ngoại hình nó cũng giống giống nhau anh em ha. Cùng hiệu luôn. Cùng hiệu luôn, xanh kỳ hết nè anh em. Mình máy thì nó có hơi gỗ một tí xíu ha. Em dán gì để cho dễ nhìn ha. Nó có gỗ một vài chỗ nha. Em để 120k trên cây nha anh em. Thì số thông dụng nha. Nói chung đầu thì cũng còn ok lắm nha anh em. Không nứt không mẻ nha. Hoạt động hoàn hảo ha. Thì nó G10, 11 9, 10, 11, 12. Đó, một cây là 4 số nha anh em. Ngoại hình thì nó có hơi nhâm nhâm tí nha. Chức năng thì hoàn hảo nha anh em. 9, 10, 11, 12, 4 số nha. Số thông dụng nha anh em. Tổng chiều dài của nó là khoảng 15. Rồi 87A, 120K, 87B, 120K anh em ha. Mã cuối cùng là mã 88, 270K. Thì nó gồm 3 cây kìm ha. 2 cây kìm cắt nè. Nói chung hai cây này là đảm bảo anh em là lưỡi còn đẹp nha. Tại em chưa có bị sinh. Đó, nên nhìn nó hơi đen đen thôi chứ lưỡi đẹp nè anh em thấy không? Nè, không mẻ nha. Đó nè. Anh em thấy không? Khít ghim luôn. Cây này khít ghim luôn, đặc biệt luôn nó có lỗ. Thuốc dây đồ nè anh em. Dòng dòng này là dòng nó hơi giờ dòng Chibit nè. Chibit là một trong những hãng kìm nổi tiếng nhất của Nhật á. Đó, kìm cắt nè, có thuốc dây luôn nè, kìm nhọn nè. Anh em thấy dấu vít không? Đặc biệt nha, thằng này thằng đúc nè, thằng đặt nè anh em thấy không? Đặt từ trên dưới luôn nè. Găng đẹp nha, em chưa vệ sinh đó, găng đẹp á. Lưỡi cắt đẹp luôn nè. Rồi, để em đo chiều dài anh em tham khảo nha. Ba cái này ra vệ sinh đẹp lắm, tại cái máy em nó bị trục chặt em chưa vệ sinh á. 12 năm, cây nhỏ nhất 12 năm. Cây giữa là 13 năm. Cây kìm mỏ nhọn là 16 năm. Rồi, mã 88, mã cuối cùng 270k nha anh em. Rồi, em cảm ơn em đã dành thời gian xem clip của em nha. Rồi, chào tạm biệt anh em.